Hello, anh xin chào tất cả mọi người nhé. Đây hiện tại anh đã phát hiện ra con gì nhông nó chạy trốn vào trong nỗ gạch này mọi người. Đó. Chị sẽ cùng. Đây. Mở chúng ra nào. Và thật là đứt đuôi chúng nha mọi người. Đây. Đây. Vào đây thì rất là dễ rồi. Đây, màu sắc xin chúng còn tươi sáng. Giờ này nó đổi màu sẫm sẫm rồi. Đó. Đây rồi. Đây. Chú kinh nhông rất là uyển luyện, uyển chuyển. Đó. Đây. Bụng tương đối no nha mọi người. Ta cùng thả chúng đi nào. Đây. Dạng bắt hay thả đi đâu mà. Đây là gì đâu, không có thời gian nuôi chúng nha mọi người. Đây, quay thật là kỹ chúng một xíu này. Cái hàm răng đó. Bye bye, xin chào và gặp mọi người vào các video tiếp theo nha. Bye bye.